Ngày hôm nay thì các cầu thủ U22 Timor Leste vẫn ra sân với trang phục đỏ đen, trong khi đó thì các cầu thủ Myanmar với trang phục màu sáng. Ngày hôm nay thì U22 Timor Leste chỉ có một sự điều chỉnh duy nhất trong đội hình chính. Juan Tes không có lối về vị, tốc độ rất nhanh, không được, coi không vào, bóng đã rung lưới nhưng là ở phần bên ngoài. Đó là tình huống tăng tốc chất lượng của Juan Tes Aung. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này, một pha phối hợp cơ bản bên phía hành lang cánh phải. Juan Tes Aung đã cho thấy được sự khác biệt bằng khả năng tăng tốc và kỹ năng tiếp bóng bước một tốt. Số 10 của Myanmar đã băng xuống một cách đầy tốc độ, thì đó sẽ là một chặng đường tiếp theo hết sức khó khăn vì đối thủ của U22 Myanmar là U22 Campuchia. Cơ hội không được, vẫn không được. Những tình huống hỗ trợ bọc lót và xử lý tốt của các cầu thủ phòng ngự cũng như thủ môn Juninho. Chúng ta cùng xem lại một tình huống phối hợp nách trung lộ khá hay của các cầu thủ U22 Myanmar. Đường thả bóng rất vừa tầm của Wakanyang cho tiền đạo số 10 Juan Tes Aung. Một tình huống phòng ngự khá lạ. Nguy hiểm, không vào. Bóng đã dội cột dọc không thành, thủ môn Jorginho từ tình huống dứt điểm kỹ thuật của Juan Tes Aung. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm rất nhanh của Juan Tes Aung. Cú đá rất kỹ thuật, gần như là hàng phòng ngự cũng như là thủ môn Jorginho đã bó tay, nhưng bóng lại đi đúng vào cột dọc. Và phòng ngự chính xác của cầu thủ U22 Myanmar, lên bóng rất nhịp nhàng. Tốc độ dành cho Juan Tes. Juan Tes vẫn là Juan Tes chuyền đi, đường chuyền, cơ hội dứt điểm, vẫn là các cầu thủ Myanmar, không vào. Các chân sút của U22 Myanmar đã quá cầu toàn, quá cẩn thận, quá chỉn chu trong tình huống dứt điểm vừa rồi, và việc quá cẩn thận dẫn đến việc là họ mất đi sự tự tin và sự quyết đoán trong những pha xử lý cuối cùng, để rồi sau đó cú đặt lòng kỹ thuật của Jin Hyun lại đưa xe bóng đi vọt xa. Hội vô cùng rõ ràng để các thủ em Juan Tes Aung. Wakapeng không được, cú đá như vậy thì rất khó để có thể mang lại bàn thắng. Và xử lý vội vàng của Wakanyang, không có vị trí tốt, tư thế cũng không tốt. Đá chỉ mang nghĩa ân giải tỏa. Mourinho, cú đá phạt góc có điểm rơi rất tốt của Mourinho, và người đã băng lên thực hiện tình huống không chiến trong đầu tiên của hiệp đấu này. Và xử lý không tốt của Tech Henshaw. Nguy hiểm, coi vẫn còn, đội Oliveira không vào. Những tình huống tấn công chất lượng đến từ các thủ U22 Timor Leste, đặc biệt là sự góp mặt của đội trưởng U22 Myanmar. Rất nhanh, cơ hội Juan Tes Aung, không được. Họ đều chưa thể đưa trái bóng đi trúng đích. Nguy hiểm. Đó là một pha băng ra không chính xác của thủ môn Pia Biong Thu. Có vẻ như hai cầu thủ của U22 Myanmar đã va vào nhau trong tình huống không chiến vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Cú đá phạt rất khó chịu của tiền đạo Genevieve. Có vẻ như thủ môn Pia Piong Thu đã va vào trung vệ Andijo. Genevieve rất nhịp nhàng. Luis Ribeiro được căng ngang, không được. Rất tiếc, rất tiếc cho tình huống tấn công vừa rồi của U22 Timor Leste. Một pha bóng tấn công rất rất hay của đội bóng áo đỏ, nhịp nhàng, bài bản, chính xác. Bản lĩnh thi đấu
và khả năng giữ nhịp cũng như là đưa ra những quyết định rất tốt. Goal! Không được. Hentes Eung vẫn không được. Bóng đi không trúng cầu môn trong tình huống dứt điểm của Wakan. Trận đấu đang trở nên cực kỳ hấp dẫn với những màn đôi công của cả hai đội bóng. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực của Hentes Eung và tình huống dứt điểm cuối cùng của Wakan Naing. Cú đá bị ăn quá nhiều vào má ngoài và bóng đi chạy cột dọc. Và đây là những biểu cảm của huấn viên Michael Fetterberger. Waka Nain cánh trái khá trống, không có lỗi việt vị. Goal! Lại một lần nữa các tiền đạo của U22 Myanmar đưa trái bóng đi vọt xa. Người vừa bỏ lỡ cơ hội là tiền đạo 18 tuổi của U22 Myanmar, tiền đạo mang áo số 20, Suan Hertes. Tại SEA Games 31 thì kết quả trận đấu chỉ được định đoạt ở những giây thi đấu cuối. Và nhiều khả năng năm nay cũng vậy. Đó là sai lầm của thủ môn Geodio. Và người đã ghi bàn là trung vệ mang áo số 3, Ted Hensio. Ted Hensio đã chấp thời cơ rất nhanh từ sai lầm của thủ thành Giorgino. Giorgino phán đoán không đúng điểm rơi từ quả đá phạt của Hentes Eung. Chúng ta cùng xem lại. Người đã cắt mặt và thực hiện tình huống tranh chấp bóng một là tiền đạo mới vào sân, Eung Myokhan. Một tình huống băng cắt rất dũng mãnh. Bóng đưa ra khỏi tầm với của thủ thành Jorginho và ở phía sau, trung vệ Ted Henshoe đã có mặt đúng lúc đúng chỗ và đệm lóng bóng vào lưới trống. Oliveira cánh phải rất trống, đường chuyền thuận lợi. Cơ hội, các khán giả trên sân quốc gia đang cổ vũ cho Timor Leste. Pha xử lý của Genevieve. Ở một thời điểm mà những diễn biến của trận đấu đang tỏ ra hết sức cân bằng thì rất tiếc là thủ môn Jorginho lại mắc lỗi của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, đã thuộc về nội dung đồng đội nữ cờ Úc. Tại nội dung đồng đội nữ cờ Úc chắc trang tiêu chuẩn, cặp đôi Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Vân đã vô cùng xuất sắc giành về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Bật tường rất kỹ thuật. Ribeiro, quả tạt của Ribeiro. Bóng đã chạm tay một cầu thủ phòng ngự bên phía Myanmar. Huấn luyện viên Sun Tae Park cũng đã ra dấu đó là một tình huống chạm tay. Ribeiro khẳng định rằng bóng đã chạm tay cầu thủ phòng ngự bên phía U22 Myanmar và chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống ở cự ly gần, rất khó để thổi penalty trong pha bóng này, kể cả có với VAR. Hentes Eung và bỏ bóng hay. Goal! Đường chuyền hơi mạnh so với vị trí băng lên của Autina, người đã thực hiện được ENPO. Cơ hội dứt điểm không vào. Đó là cơ hội bị bỏ lỡ của Hentes Eung. Đường chuyền của Cristiano Mourinho. Goal! Không vào. Bóng đi cắt ngang khung thành của U22 Myanmar. Đó là cơ hội của Genevieve và Mourinho. Và đây là sự của huấn viên Sun Tae Park. Chúng ta cùng xem lại quả tạt điểm rơi chính xác của Mourinho